Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội mới đây ra thông báo cho hai nước này quyết định giảm 25% lệ phí xin thị thực Trung Quốc cho công dân Việt Nam từ ngày 11 tháng 12, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các du khách và thúc đẩy quan hệ giữa hai quốc gia, các báo Việt Nam đưa tin. Việc giảm lệ phí visa cho người Việt nằm trong khuôn khổ một chương trình rộng lớn hơn được Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố hôm 8 tháng 12. Theo đó, cường quốc hàng đầu châu Á giảm 25% phí visa cho công dân của một loạt quốc gia, bao gồm cả Thái Lan, Nhật Bản, Mexico và Philippines. Lệ phí visa Trung Quốc đối với đương đơn người Việt sẽ là $45 cho loại nhập cảnh một lần, giảm từ mức cũ là $60 và cao nhất là $135 cho loại visa có hạn một năm, thấp hơn $40 so với trước đây. Mặc dù Việt Nam cũng có chính quyền cộng sản như Trung Quốc và hai nước là đối tác hợp tác chiến lược toàn diện của nhau từ năm 2008, song Trung Quốc chưa miễn thị thực cho công dân Việt Nam, và ngược lại. Ở khu vực Đông Nam Á, ba nước Brunei, Singapore và Malaysia có công dân được Trung Quốc miễn thị thực, trong đó Malaysia hiện thuộc diện được miễn thí điểm cho đến ngày 30 tháng 11 năm 2024. Về phía Việt Nam, chính phủ của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nới lỏng chính sách thị thực đối với công dân Trung Quốc từ ngày 15 tháng 8 năm 2023 với việc cấp visa điện tử 3 tháng và dự kiến sẽ miễn thị thực cho công dân Trung Quốc trong tương lai. Nhiều báo Việt Nam trong đó có Tiền Phong, Tuổi Trẻ, VN Express cho hay. Kênh News 7 của đài Johnson TV ở Hàn Quốc đưa tin tối hôm 9 tháng 12 về vụ các học sinh bao vây và xô xát với cô giáo ở tỉnh Tuyên Quang mới xảy ra cách đây chưa lâu và gây rúng động dư luận Việt Nam. Tin này mở đầu với một người dẫn bản tin đứng trước hình nền gồm quốc kỳ Việt Nam nổi bật bên cạnh ảnh chụp một học sinh đang đối đầu với cô giáo. Và người dẫn nói rằng đã xảy ra sự việc hàng chục học sinh bắt nạt giáo viên trong một lớp học cấp 2 ở Việt Nam được ghi lại bằng video và gây sốc. Theo tìm hiểu của VOA, các đoạn video về vụ bạo lực học đường ở Tuyên Quang được tung lên mạng xã hội hôm 4 tháng 12 cho công chúng biết về những diễn biến gây sốc đã xảy ra hôm 29 tháng 11 tại trường trung học cơ sở Văn Phú ở huyện Sơn Dương. Truyền thông Việt Nam đưa tin rằng vào ngày hôm đó, cô giáo có tên viết tắt là PTH, 38 tuổi, dạy môn âm nhạc tại một lớp 7 trong trường đã nhắc nhở một số học sinh không vào lớp nhưng họ không nghe lời mà thay vào đó đã phản ứng lại. Tiếp đến trong giờ học, một vài học sinh xin ra ngoài nhưng cô H không cho phép. Sau đó giữa cô và học sinh nảy sinh mâu thuẫn. Hết giờ dạy tại lớp 7, cô H sang dạy trong một lớp 6. Một số học sinh lớp 7 đã sang lớp 6 và có những hành xử gây chấn động như đã thấy trong các video. Hôm 7 tháng 12, Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ và công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Duy Sáng, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Văn Phú để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh, làm rõ công tác điều hành, quản lý giáo viên, học sinh trong nhà trường. Theo quan sát của VOA, nhiều người bày tỏ trên mạng xã hội rằng họ vô cùng thất vọng, buồn bã và cả phẫn nộ về vụ việc. Tiếp sau, nhiều vụ khác đã xảy ra ở các trường học. Những vụ này kết hợp lại với nhau cho thấy nền giáo dục và đạo đức Việt Nam xuống cấp nghiêm trọng, họ nhận xét. Ông Hun Manet hôm 11 tháng 12 đã đến Hà Nội trong chuyến thăm Việt Nam đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Campuchia để tiếp xúc với lãnh đạo Việt Nam và khẳng định mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước láng giềng. Việt Nam là nước đầu tiên trong khối ASEAN mà ông Manet chọn đến thăm và chuyến thăm của ông chỉ diễn ra một ngày trước chuyến thăm cấp nhà nước đến Hà Nội của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chuyến công du của ông Manet diễn ra ít ngày sau khi Reuters đưa tin rằng Hoa Kỳ đang theo dõi thông tin về việc tàu chiến Trung Quốc cập bến căn cứ hải quân Rim của Campuchia. Theo hãng tin Anh, việc Phnom Penh cho phép Bắc Kinh phát triển căn cứ này đã khiến Washington khó chịu và các nước láng giềng lo ngại rằng quyết định đó sẽ mang lại cho Bắc Kinh một tiền đồn mới gần Biển Đông. Trong buổi tiếp xúc và hội đàm với người tương nhiệm Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 11 tháng 12, ông Hun Manet được Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời phát biểu rằng ông đến Việt Nam là để thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước lên tầm cao mới. Về phần mình, ông Chính khẳng định Hà Nội luôn coi trọng mối quan hệ với Phnom Penh theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài. Giữa Việt Nam và Campuchia lâu nay vẫn tồn tại những bất đồng về phân định đường biên giới trên bộ và phía Campuchia có những cáo buộc rằng Việt Nam lấn đất của Campuchia. Hai ông Chính và Manet cũng bàn các vấn đề trao đổi thương mại, đầu tư, quốc phòng an ninh, ASEAN và Biển Đông.